nghe podcast Việt Press 2, 4, 7, với chủ đề, cháu làm toán 5 x 8 bằng 40 bị cô giáo gạch sai. Bà tức giận phản bác nhưng nhận lời giải thích ngỡ ngàng, người bà đã rất tức giận và khó hiểu khi không biết bài toán mà cháu mình làm bị sai ở đâu. Cộng, trừ, nhân, chia là những phép toán cơ bản nhất của toán học, tuy nhiên đôi khi nó không chỉ nằm ở kết quả của phép toán đó mà còn liên quan đến tư duy và logic. Gần đây, một bài toán tiểu học lớp 3 được lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh cãi. Tưởng như đó chỉ là một phép toán hết sức đơn giản nhưng cách giải thích lại khiến nhiều người ngỡ ngàng. Truyền thông địa phương đưa tin, một người bà sống tại Singapore đã đăng tải bức ảnh chụp bài toán tiểu học lớp 3 của cháu mình lên mạng xã hội. Nội dung của bài toán là: Cô Kim tặng 5 kg gạo cho mỗi gia đình. Cô ấy tặng gạo cho 8 gia đình. Vậy tổng cộng cô Kim đã tặng bao nhiêu gạo? Dưới bài toán này học sinh đã đưa ra đáp án là 5 x 8 bằng 40. Cô ấy đã tặng 40 gạo, tuy nhiên, khi giáo viên chấm điểm, cô giáo đã gạch sai đáp án này và sửa là 8 x 5, kết quả đúng phải là 40 kg. Sau khi xem cách chấm điểm của cô giáo trong bài toán của cháu mình, người bà tỏ ra hết sức khó hiểu vì không biết tại sao cô giáo lại gạch sai bởi kết quả 40 là hiển nhiên đúng, càng không hiểu tại sao cô giáo lại đổi 5 x 8 thành 8 x 5. Chính vì thế, người bà này mới tức giận đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội để tìm kiếm sự đồng tình dưới bài đăng này hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra đồng tình với người bà thậm chí còn để lại bình luận bức xúc và mỉa mai cách chấm điểm khó hiểu của cô giáo tôi không thể hiểu được hai đáp án này có gì khác nhau chẳng lẽ tôi đã rời xa tiểu học lâu đến vậy rồi sao có lẽ cô giáo này cần một tách cà phê để tỉnh táo hơn không lẽ đây không phải là toán học mà là chơi chữ tuy nhiên sau đó một số cư dân mạng đã lên tiếng giải thích về bài toán này rằng thứ tự trước sau cũng là yếu tố rất quan trọng trong việc giảng dạy khi học phép nhân. Mặc dù việc đổi thứ tự hai con số trong phép nhân không làm thay đổi kết quả, 5 x 8 hay 8 x 5 đều cho ra kết quả bằng 40, tuy nhiên trong việc học tập và giảng dạy thì không thể tùy tiện thay đổi thứ tự bởi giáo viên muốn chắc chắn học sinh thực sự hiểu phép nhân là gì, nhất là trong giai đoạn đầu của quá trình học tập. Với bài toán trên, do có 8 phần gạo, mỗi phần nặng 5 kg, vì vậy đáp án đúng phải là 8 x 5. Ngoài ra, cô giáo cũng bổ sung thêm đáp án là 40 kg chứ không chỉ là con số 40 như học sinh trả lời. Do vậy, cách chấm điểm như trên của cô giáo là hoàn toàn hợp lý và chính xác. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của chúng ta, hy vọng rằng nó đã mang đến sự cảm hứng và những lời khuyên hữu ích cho cuộc sống của bạn hãy luôn tin tưởng vào khả năng của mình và không ngại khám phá những cung bậc tâm trạng để trưởng thành và sống tích cực hơn